Chào mừng các bạn đến với chương trình Học Tiếng Anh Online được thực hiện bởi Audiobook for the Fly. Mỹ ngoài ra hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, có đảng nào khác không? Có, yes, có. Libertarian, có đảng Libertarian, đảng Green Party, đảng Communist CPA, Communist Party of America, có nữa, yep, yep. Bên Mỹ có đảng nào nữa? Có nhiều lắm, mấy cái đảng, ba cái đảng này nó rất là nhỏ. Yeah, so okay, đa số là đảng Cộng Hòa Dân Chủ là lớn nhất của nước Mỹ. Mình tỏ thái độ bực mình vì bạn chọc mình nói sao. Okay, I was bothered, you know? I was bothered by my friends, you know? Okay. Nếu mình tỏ thái độ mà cho người ta thấy đó, thì he looked bothered. Okay, he looked bothered. Nó nhìn sao thấy bị bực bội. What else here? Get the foot in the door là gì? Okay, so foot là bằng chân, in door là ở trong cái cửa, là sao các bạn có biết không? Cái người nào mở cửa cái xong mình lấy cái chân mình chặn cái cửa để cho mình làm chi? Là để cho mình có cơ hội bước vào. Cho nên get a foot in the door là làm một cái hành động gì đó để cho mình bắt đầu bước vào cái tình trạng gì đó. Ví dụ một cái công ty đi, mình muốn vô cái công ty đó thì mình muốn get the foot in the door thì mình làm internship cho công ty đó, hoặc là mình quen, mình kết bạn với một cái người nào làm đó trong công ty đó. Mấy cái hành động đó là get your foot in the door, là lấy cái chân để bước vào cửa, hoặc là chặn cái cửa lại để cho người ta không có đóng lại. Ok, đó là tạo ra cơ hội đó. So get your foot in the door là tạo ra cơ hội. CIA và FBI khác nhau gì vậy? Thiệt tình. Ok, so CIA là tình báo mà cho nước ngoài, là cho ngoại giao. Ok, còn FBI đó là tình báo cảnh sát của Mỹ, là cho trong nước. Vậy thôi, hai cái khác nhau là vậy đó. Nếu về khủng bố ở nước ngoài là CIA, còn nếu mà khủng bố trong nước là FBI. Thỉnh thoảng hai người share nhau nữa. Ok, so nước Mỹ họ tạo ra CIA với lại FBI, nó khác nhau là họ không có muốn một cái tình báo nó trùm hết, họ muốn chặt nó ra để cho không có bên nào mạnh hơn. Vậy đó. Ok, dirty laundry là gì? Sure, so dirty là dơ, laundry là đồ đạc, right? Áo quần này kia nọ, dirty laundry là đồ dơ. Cái này là nghĩa đen, còn nghĩa bóng á, nó là những cái chuyện xấu xí của người ta đem ra. Ok, dirty laundry, làm như mình nói người đó, oh, cái thằng đó hả, oh my god, sick hả, he thích lắm, he thích vô đi nhậu bia ôm. What's up guys có nghĩa là gì? Thấy stream nó hoài. What's up guys là how are you? Vậy thôi. What's up nó không có trịnh trọng. Customer khác với client. Oh god, cái con này vài bạn có hỏi rồi. Customer là người buôn bán, mình cái người mua. Client là cái người mình phục vụ. Cái người vô tiệm mình mua cái gì đó, customer. Cái người vô làm móng tay móng chân, làm tóc là client. Okay, so client nó ngã qua phục vụ, còn customer là mình bán cái món đồ nào đó, nó là customer. Okay. Alright, me see. Samuel hỏi peace out là gì? Là see you later đó. See you later. Cái này là cái kiểu nói nhí nhảnh. Peace out. Cái từ đó khoảng 40 năm nay. 50 năm. Chữ ASAP và gấp có nghĩa là gì vậy? As soon as possible. See that? ASAP, thấy không? Ok, là càng sớm càng tốt. Ok, so ASAP là càng sớm càng tốt. Partner là gì? Partner là cái người làm chung mình á. Cái người mà làm chung hợp tác với mình á. Partner. Destroy với lại damage khác nhau như sao? Sure, destroy thường kỳ là hư hại, tan bành. Damage là hư hại thôi. So, chiếc xe mình á, thì mình thích damage hơn là destroy. Ok, damage là bị hư.
Còn destroy là bị hư mà tanh bành luôn, không có sửa là được. Ok, là phá hủy đó. Yes, there you go. Alright. Thấy ai xả rác mình nói đồ vô văn hóa. Mình nói sao? Uneducated, I guess, uneducated jerk đi, thằng vô học đi, được không? Uneducated jerk, thằng cà chớn, vô học cà chớn, dishonored, okay, chữ đó dishonored. I see, có thể là tôi hiểu đúng rồi đó, yes, uh-huh. Sandman chỉ là yes, livestock, cũng là Europe. Còn những cái người ở Âu Châu là European scene. European, okay, Europeans. Cười tẹt ga nó làm sao? What? Là cái gì? What is that? Phải mà cười mà mình xì không hả? Có không? Phải cười mà mình xì không? Hay là is it? Không có nghĩa, không có nghĩa mà xì gì hết. Ok, cười hết cỡ đúng không? Ok, just it's called laugh out loud. Ok, nghe tẹt da xong suy nghĩ bậy. Alright, so yeah, it's said laugh out loud. Yeah, laugh out loud. Ok, so he laughed out loud. Quá khứ, right? So laugh, right? With that. Để coi chữ gì nữa ta. Có thể mình dùng lại burst, yeah, burst out laughing. Yeah, he burst out laughing cũng được. Tôi phải chữ tẹt ga, mình nghe chữ ga với chữ tẹt nữa. Sao không suy nghĩ mấy chuyện đó, cười quá. Hey fan, how are you? Sư ơi, ở tuổi dậy thì sư có ăn gì hay tập gì không mà cao to béo tốt thế vậy? Tuổi thì của sư hiện tại thì mỗi ngày sư ăn đồ ăn bổ, sư đi tập thể dục, sư không có gì cả. Kỳ quá hả Ken, để người ta nói. Ok, để sư nói. Ok, vậy thì có ăn gì hay tập không mà cao to béo? Yes, actually, hồi đó gần đây siết tuổi dậy thì đó, thì siết cũng lấy cơ hội chơi thể thao, bơi. Hồi đó siết bơi rất là nhiều, mà mùa hè siết bơi mỗi ngày luôn. And then cái thứ nhìn đó là mình ăn uống, đừng có ăn uống mấy cái đồ xấu, ví dụ ăn cái dầu mỡ thì mình không có nên, thỉnh thoảng nha, hamburger đồ cũng rất ngon, but tốt nhất thì mình ăn mấy cái đồ. Ok, anh gì phải chi em gặp anh lúc anh chưa ràng buộc. Oh my god, làm sao, ý là chưa có người yêu á hả? Ok, là ý là chưa có người yêu. Ok, alright. If only I met you when you were single. Like that. Okay. If only I met you when you were single. Yeah. Hoặc là if only you were single when I met you. Like that. Okay. Cái Quang Khanh hỏi cái câu á là Quang Khanh bị nhầm lẫn, còn hơi bối rối giữa cái chữ mà simple past là quá khứ đơn, right, với lại hiện tại hoàn thành, right. Hai cái đó nó có nghĩa, nó có nói về quá khứ, và cái simple past á, nó quan trọng một cái điều á là nó có thời giờ trong đó. Thời giờ là lúc nào, right, lúc nào. Trong cái ngữ cảnh hai người nói chuyện năm 1990 mấy, hoặc là 5 năm trước, 10 năm trước, 100 năm trước, nó có một cái sự địa điểm, thời gian, hai người đồng ý, hai người biết cái đó, right? Right. So nó có một cái quá khứ cái đó. Ví dụ cái này là I bought a shirt, là tôi mua cái áo, mà lúc đó hai người hiểu nhau là tuần trước này kia cái nọ trong cái sự nói chuyện của mình. Còn cái câu á, nãy ví dụ là
I have never purchased this. Okay, so I have never purchased it. Okay. Cái này đó là cái hiện tại hoàn thành, right? Tại vì cái chữ never nó làm cho mình bối rối thêm thôi, but bỏ cái chữ never ra thì cái đó là hiện tại hoàn thành, là mình chưa bao giờ mua, hoặc là mình chưa mua cái đó, mình không biết hồi nào mà mình chưa mua vậy thôi. Nó có so hiện tại hoàn thành, nó không có nói gì thời gian hoặc là thời giờ, nó không có nói gì thời giờ. Yeah, vậy thôi. Ví dụ là I have been to France, ví dụ đi. Tôi có đi nước Pháp rồi mà không biết hồi nào, right? Mình có đi rồi mà mình không có nói rõ cho cái người kia nghe, người kia cũng không có hiểu. Okay. Cái câu I went to France, cái này trong ngữ cảnh là mình biết cái thời giờ đó. Người ta hỏi, ô, hổm rày mày làm gì này kia, nói I went to France, right? So hổm rày có một cái thời giờ trong đó. Yeah, so khi mà nói về không có thời giờ trong đó thì dùng hiện tại hoàn thành. Chưa bao giờ làm cái gì cũng là hiện tại hoàn thành. Còn mình đã làm cái gì này kia cái nọ, lúc đó mình không có làm cái đó, hoặc là mình làm lúc đó cái đó, thì quá khứ đơn. Vậy thôi, hai cái khác nhau là vậy đó. Yeah, để hôm nào mình làm video cho mình nó rõ hơn cái đó điều đó. No one, khác với đây no one, nhưng sao? No one này đúng hơn, cái no one kia sai, hoặc là cổ điển gì đó. Thường thường là no one. Sư ơi, trước công nguyên và sau công nguyên, what is that? Là cái gì vậy? What is trước công là AD với BC đó hả? Oh, thời gian, okay, okay, sure. Yeah, so nói về lịch sử đó. Trước cái năm mà Chúa ra đời này kia cái nọ đó, là cái bằng BC, cái bằng BC. Ok. Now bây giờ đó họ hết cái bằng BC rồi, tại vì nó cái chữ BC đó nó nghĩa là before Christ. Before Christ là trước Chúa. Hồi nhỏ đó, sĩ học trong trường á, BC là before Christ. Mà tại sau này đó, mà sau này cái nghĩa before Christ nó nghe hơi tôn giáo quá. Cái những cái người mà nghiên cứu lịch sử họ cảm thấy nó hơi tôn giáo, nó dựa tôn giáo nhiều quá, cho nên họ bỏ cái đó ra, họ gọi là BCE. Bây giờ con nít bây giờ học là BCE không à? But sẽ không biết BCE nó nghĩa là gì à? Nó sẽ có tìm, but nói chung là cái năm mà trước khi năm số 0 á, cái năm năm 0 á, hoặc là năm 1 rồi đấy. 1 chứ không phải. Còn sau này đó là yeah, like before common era. Thank you Samuel. Thank you. Yes, it's called before common era. Yeah. Okay. Còn sau này đó là AD, tiếng Latin là anno something. Anno Domini. I think it's anno any. Anyway, it's sau này. Okay. So any Domini là năm sau. Domini hả? Okay. Yes, năm sau. So trước cái năm, so mình 2016, từ năm 1 tới 2016 là AD, còn trước đó là BCE. Okay. Thiên tài là gì? Thiên tài là genius. Big shot là thần đồng. No, big shot là cái người nào mà có giai, có chức. Người ta nể cái đó là big shot.